kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động. Đó là nhiệm vụ thường xuyên của các an toàn viên tại các cơ sở, doanh nghiệp. Cũng nhờ đội ngũ này mà suốt 5 năm qua, mặc dù xây dựng luôn là ngành tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro mất an toàn lao động, nhưng đơn vị này đã không để xảy ra bất cứ vụ tai nạn lao động nào. Ví dụ như hiện tại ở đây là chúng tôi đang làm về phần đế móng, làm sắt, làm cốt pha, thì các cái nội dung về nó có liên quan đến máy hàn hoặc là nó liên quan đến uốn bẻ sắt, và chúng tôi có cái thưởng phạt phân minh. Nếu như ai vi phạm mà chúng tôi chụp ảnh thì chúng tôi sẽ trừ. Và cái đấy là cái về kinh tế thôi, nhưng thực tế ra là cái đấy là cái phụ, và cái chính ra là nếu như cố tình chúng tôi sẽ không cho làm việc. Mặc dù được xác định là một lực lượng quan trọng trong việc kiểm soát các nguy cơ, rủi ro, mất an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, nhất là trong điều kiện thường xuyên phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị, doanh nghiệp lớn, tại nhiều nơi, nhất là trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vai trò của an toàn vệ sinh viên chưa bắt kịp yêu cầu của sản xuất. Cái vai trò của họ cần được nâng lên để song song với việc là gắn họ với cái trách nhiệm tham gia đánh giá và kiểm soát rủi ro tại nơi làm việc, thì cũng đồng thời cả hệ thống cũng sẽ tham gia vào quá trình bồi dưỡng và tăng cường cái năng lực cho cái đội ngũ an toàn vệ sinh viên, từ cái việc là bổ sung thêm lực lượng và thành lập đầy đủ hơn ở các doanh nghiệp, đồng thời nữa là cũng phải bồi dưỡng thêm các kiến thức, đặc biệt là cái kiến thức mà kiểm soát được cái rủi ro. Vì vậy, để tăng cường hơn nữa công tác phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ngành lao động thương binh và xã hội xác định tiếp tục tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên. Đây cũng là chủ đề của tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm nay. Trong một năm đó, chúng ta sẽ dự báo những vấn đề mà phát sinh, nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Thì chắc chắn nó có những cái điều mà chúng ta dự báo nó sẽ nảy sinh phát sinh, thì chúng ta chọn cái chủ đề cho nó phù hợp. Phải nói rằng qua những lần phát động đó, thì đến giờ này đó, thì cái kết quả đánh giá là cũng tạo một cái hiệu ứng, một sự lan tỏa rất mạnh mẽ trong cộng đồng, mà đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và người lao động. Giảm tần suất tai nạn lao động 5%, giảm tần suất tai nạn lao động chết người 4,5%, giảm tần suất tai nạn lao động thương tật nặng 4,5%. Đó là mục tiêu đến năm 2025-2030, không của riêng ngành lao động thương binh và xã hội. Vì vậy, cùng chung tay để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người lao động, để tạo ra một môi trường làm việc an toàn.